Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành ca Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cây sinh mệnh tràn đầy sức sống Cây cao bóng cả đang chờ đó Đây là cây sinh mệnh trong thư viện nha các bạn Và các thuật ngữ liên quan tới cây sinh mệnh này Cho một số bạn nào chưa biết cũng như là một số bạn nào mà chưa biết nhưng mà chưa nắm rõ về cái cây này Rồi, đầu tiên để chúng ta vào cây sinh mệnh thì chúng ta sẽ bắt đầu từ thư viện Rồi chúng ta bấm vào cây sinh mệnh trong cây sinh mệnh này thì chúng ta có các thuật ngữ như sau trước hết là gốc gốc chính là cái mạch chủ của cây các bạn mạch này nó sẽ được tăng khi các bạn khi các bạn tưới nước cho nó đây đây là tinh nhuệ than thiên khi mà các bạn than thiên được một tướng lên bậc thì các bạn sẽ nhận được một mức tinh nhuệ than thiên tương ứng nha từ bật tím lên một vàng bậc vàng cộng, bậc đỏ cộng, bậc A vân vân thì chúng ta sẽ nhận được một cái mức tinh, tinh nhuệ thăng thiên tương ứng để chúng ta tăng cấp cho cái góc này. Và các bạn uh, lưu ý cái tinh nhuệ thăng thiên này nó chỉ uh, áp dụng cho một số tướng kiểu như nó thăng thiên một lần đầu thôi nha các bạn, tức là nó chỉ tính một lần duy nhất thôi. Ví dụ mình lấy ví dụ ha. Ví dụ uh, cái con những con mà chúng ta thường hay làm food nè, các bạn thăng thiên lần đầu lên những bậc thì các bạn nhận được tinh nhuệ thăng thiên tuy nhiên sau khi các bạn đã phút nó rồi bạn thăng thiên con khác thì chúng ta sẽ không nhận lại được tinh nhuệ thăng thiên nữa nha các bạn đó thì mỗi tướng nó chỉ có một lần thăng thiên lên các bậc tương tự thì chúng ta sẽ nhận được cái mốc tinh nhuệ thăng thiên này và đủ mốc thì chúng ta bấm vào nó sẽ tăng cấp cái gốc cây này lên Rồi để xem thử mình có cái tướng nào ở đây mình cho các bạn xem được không ví dụ đi ở đây mình đang có con tướng mới hệ rừng đang bậc tím nha mình sẽ thăng lên mình sẽ cho hai con này tăng lên nó bậc vàng đó mình thăng lên bậc vàng thì mình sẽ vào thư viện rồi mình vào cây sinh mệnh các bạn thấy với bậc vàng thì nó sẽ được cộng bốn cái tinh nhuệ thân thiên này các bạn nhận rồi khi mà đủ đủ cái mốc yêu cầu Ví dụ như ở đây đang cấp 98 mốc yêu cầu thăng cấp nó là 24 thì chúng ta có thể bấm vào chữ thăng cấp được và khi thăng cấp các bạn để ý các chỉ số phía dưới nè bút cho mọi anh hùng ở đây máu nó tăng tới 36.930 cộng uh, 120 công kích thì nó tăng lên uh, cộng uh, 420 đây là sau khi mình bấm tăng cấp nó sẽ tăng lên cái mức đó nha các bạn dù ở đây công kích là 2670 mình tăng cấp lên nó sẽ là 2 uh, 2700 phòng ngự cũng vậy ở đây đang là 538 cộng 6 ở sau nếu mình tăng một cấp và cấp giới hạn đức hạnh của Dura nó sẽ cộng 1 rồi mình sẽ giới thiệu luôn cái cấp giới hạn đức hạnh của Dura nghĩa là gì cấp giới hạn đức hạnh của, của Dura nghĩa là này nè các bạn các nhánh đây nè các nhánh phía trên sau cái góc này cấp tối đa của nó sẽ là giống như dưới đây 88 cộng 1 đó tức là các bạn có thể nâng tối đa lên là 89 level 89 từng nhánh này rồi, tiếp theo thuật ngữ thuật ngữ tiếp theo là các nhánh tẻ ra các bạn ở đây chúng ta có nhánh support, nhánh pháp sư, nhánh warrior, nhánh tăng và nhánh uh, agi. Đối với uh, các nhánh này thì uh, các các đường tỉa ra này người ta gọi là nhánh cây nha các bạn, chia ra từng nhánh. Rồi các bạn nhớ nha, nhánh này là nhánh support, nhánh này là nhánh pháp sư hay còn gọi là nhánh mây. Pháp uh, support hoặc là còn gọi là hỗ trợ, nhánh này là nhánh warrior hay còn gọi là nhánh chiến binh. Còn này là nhánh là tăng cơ. Còn này là nhánh nhanh nhẹn hoặc là nhánh cung thủ đó. Hoặc là trong cái thung lũng sương mù nó còn gọi cái lớp cung thủ này còn là một lớp anh hùng thủ lĩnh nữa các bạn. Trong cái thung lũng sương mù thì đôi khi nó thuộc ngữ nó gọi cái lớp cung thủ này là anh hùng thủ lĩnh. Rồi chúng ta nhấn tăng bậc. Khi chúng ta nhấn tăng bậc thì nó sẽ tăng rất nhiều chỉ số các bạn. Ví dụ ở đây bút thuộc tính anh hùng cung thủ tức là mỗi nhánh đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái gốc cây nó bút cho mỗi anh hùng rồi chúng ta phân lên từng nhánh thì nó chỉ uh, bút cho từng cái cờ lát các bạn rồi các bạn có thể kéo xuống để kiểm tra các uh, cờ lát cung thủ là nó bao gồm những vị tướng nào ví dụ cờ lát cung thủ hiện tại đang bao gồm những con tướng sau mình đặt thứ tự từ trái qua nữa nha Foker, Ten, Y, Ceci, Oscar, Vuk, Tidus, The Red, Karen, Kalika Iron, Risben Raku, Vera, Kiêu Thất, Theo Lupratia, Athalia các bạn, Nago, Ezio, hồn tử, Joker với lại Ziki. Đây là toàn bộ những con tướng hệ công thủ hiện tại của game. Là nó bao gồm tất cả những con này. Rồi, đối với lớp uh, thăng cơ thì chúng ta có những con tướng ở đây thì mình sẽ giới thiệu sơ qua các bạn uh, luôn là chúng ta có Lucius Henry sư Sket anoki này là tướng mới uh, Stone hệ, hệ thú rồi chúng ta có Unmet Rovo tướng mới hệ rừng chúng ta có Rezu Thoran Thorn Diamond a Aoth rồi Abido này là con uh, tướng mới hệ, hệ sát rồi chúng ta có Tiêm con dốc uh, với lại con này là con tướng uh, mau uh, thai thết của hệ thiên thần các bạn. Đó, còn chúng ta lớp chiến binh thì chúng ta bao gồm những con này. Các bạn lưu ý các bạn, uh, khi các bạn đi thung lũng sương mù thì nó có yêu cầu một số cái, ví dụ hay là sự kiện. Ví dụ như chiến thắng bằng anh hùng uh, lớp chiến binh, tăng cơ hoặc là cung thủ thì các bạn nhớ để ý vào này để chúng ta xem nha anh hùng nào là chiến binh anh hùng nào là cung thủ anh hùng nào là thăng cơ các bạn pháp sư hay support chúng ta sẽ vào đi xem rồi lớp chiến binh thì chúng ta có những anh hùng này chúng ta có est rippy rồi uh, legend never die bạn này thì mọi người đặt cho cái tên là legend never die các bạn còn uh, walker bên này chúng ta có khá bảnh nè chúng ta có gấu chúng ta có chị báo nè rồi chúng ta có Seret, Sorot, Nara, Baden, Isaac, Isaac này Jonrat, Công, Anna, chúng ta có Yukio với lại uh, Win, Yukio là lớp anh hùng chiến binh nha. Hơi 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 ấy đúng là nếu nếu mà xếp thì uh, mình nghĩ Yukio này nên xếp qua cái lớp là lớp uh, lớp cung thủ hay hơn. Còn uh, Anna thì xếp qua lớp tăng cơ ok hơn các bạn. Rồi tiếp tục chúng ta đến với lớp anh hùng pháp sư lớp anh hùng pháp sư thì bao gồm những con tướng sau nha chúng ta sẽ có belinda rồi chúng ta có ilu chúng ta có như là moro rồi safiya mua lửa chúng ta có gà đã có losan solai Bipa và chúng ta có simira isa mình đặt thứ tự ra từ trái sang nha các bạn con này là ba đen rồi chúng ta có mahira kaza flora giáp mora Enzima này là Leona da Vinci cùng với đó là Thali rồi cái lớp cuối cùng là lớp anh hùng mà bọt thì chúng ta có Ren nè support hiện tại là chúng ta có Ren có có Rowan có Rosa có Betty có Numisu có Nemo có Tasi có Silas có Desira có Ezid, có Motat có Leofit có Twin có may Maylin với lại vị tướng mới người chế tác ha các bạn, tướng mới hệ thiên thần. Bạn này thì mình 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 chưa thuộc tên cho lắm như là Henlet, đúng không Henlet. Rồi. Rồi sẵn tiện giới thiệu qua các nhánh cây thì mình 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 đánh giá sơ từng lớp tướng trong lớp trong nhánh luôn nha các bạn. Đầu tiên là lớp tướng support. Nói chung là lên support map cao mình đang nói vấn đề đi map trước nha Những con sau đây thì rất được, à, rất hay dùng Đầu tiên là Rowan với Rosa Thì chúng ta sẽ dùng trong team Raku với lại Mahira các bạn Tiếp tục là taxi silas với lại Desira Thì mọi người hay kẹp vào team mình Rồi chúng ta có Exit Exit thì Exit thì hãy kẹp vào tim uh, Thoran hoặc là tát cũng kẹp vào tim Thoran. À sorry các bạn, thỉnh thoảng Ren cũng kẹp vào tim Thoran để cho nó quạt đủ đam nha. Leo Office thì mình chưa thấy dùng nhiều. Tại vì cái tầm của mình thì mình chưa thấy Leo Office dùng nhiều các bạn. Còn uh, Win thì tùy tem các bạn, có tem thì dùng nhưng mà tem mà mấy cái tem kiểu như God Cop lên uh, cấp cao thì mình cảm thấy nó vận hành không ngon. God Cop hồi xưa là có God Cop Exit -E -E với lại Mahira hoặc là good cop đi chung với sell rớt thì lên tầm tầm bây giờ nó trên gấp 4 5 lần lực chiến thì vào cái cơ chế của cái team này nó vận hành không được song sinh hiện tại thì mình mình khá là ít dùng rồi Phượng thì thỉnh thoảng mình cũng thả vào team mình hay thả vào team Enzema để cho nó hồi máu hoặc là dùng mà mây đó hồi máu các bạn còn tướng mới thì mình chưa đánh giá được đây là mình nói sơ về các tướng của hệ hệ, hệ support các bạn nha còn numisu numisu là một trong những con sụp bọt hệ thú mà dùng để đi, đi tháp thú rất ngon các bạn nó sẽ cắm cọc ở phía sau để cho nó câu kéo thời gian cho tim mình cũng như là nó làm cho tim địch quay sang đánh cọc chứ không có đánh tim mình hút khá nhiều đam tim địch các bạn cùng với đó là nó sẽ bút thêm rất nhiều chỉ số rất ngon cơ cả nemo cũng vậy lâu lâu cũng dùng trong tim tim rừng nhưng mà cơ bản nemo thì ít dùng betty thì dùng trong tháp ánh sáng rồi ở đây rất mạnh là hai con siêu lát với con Desira này, các bạn dạo này hai con tướng rất hay dùng bọt hệ sát cực kỳ mạnh luôn hai vị tướng hồi máu rất hay dùng của hệ sát rồi các bạn lưu ý thuật ngữ nha đầu tiên đây là gốc cây nè này là gốc cây của Dura tách ra năm nhánh gọi là nhánh cây nha đó tách ra năm nhánh gọi là nhánh cây này là nhánh xịt bọt nhánh nhánh hỗ trợ, nhánh pháp sư, nhánh chiến binh, nhánh tăng và nhánh cung thủ hoặc là tiếng anh của nó là nhánh sập bột, nhánh mây, nhánh warrior, nhánh tăng với lại nhánh uh, agi đó agi là dựa trên sức mạnh từ đam tây các bạn agi là đam tây rồi về cái uh, về cái cây của dura này là bạn nó theo cái kiểu là thờ phụng uh, phụng thần đưa ra mình chăm bón nó càng nhiều thì nó sẽ mang lại sức mạnh cho người cúng tế nó càng nhiều các bạn các bạn cúng tế các tinh chất thăng thiên này thì chúng nó sẽ mang lại sức mạnh cho cho những người cúng tế nó kiểu vậy ok và video của mình đến đây kết thúc rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt